Bây giờ Trường xin hát một bài của anh Phạm Văn Phúc. Một bài hát mà anh đã viết cho Trường khi Trường thi chuông vàng giọng cổ năm 2014. Bài hát có tựa đề Khi Phát Nguyện Trung Trực. Thương Phật con cấp hộ, thương Phật thể đồng bào, ta nguyện trung trực nghĩa quân của Phó Lãnh Minh Trương Định. Hôm nay cho dù đã sang cơ đức minh rồi sanh tử, nhưng ta xin thề cho dù áo đủ đầu đủ da ngựa một tay, ta cũng sẽ không bao giờ quốc phụ. Trời ơi, ta tiến mệt bầm ngang khi một dải giang sang những năm